Nay thì về để mà căn cứ vào trong những ngày mà thầy hướng dẫn cho mấy con cách thức để dẫn tâm nhiếp về được cái tâm của mình, rồi sắp xếp cho mấy con từng cái căn bản của mấy con để mấy con nhiếp tâm và an trú cho được. Khi mình nhiếp tâm và an trú được thì mấy con sẽ ở trên thứ vị xứ, mấy con mới tu tập mới có kết quả, chứ không té thì trên thứ vị xứ tu tập không kết quả. Trước tiên thì cái pháp mà có thiện tâm hỏi thầy, cái pháp như lý tác ý và như và tác ý, thì hai cái này nó có khác nhau mà nó không khác nhau. Tại vì tác ý là khi mà chúng ta chưa có cái pháp thì chưa có phải như lý mà tác ý, còn khi có cái pháp rồi mà chúng ta tác ý thì đó là như lý tác ý. Còn bây giờ chưa có pháp, thầy mới đặt cái câu ra, đặt cái câu ra tác ý ra. Bây giờ tác ý đặt cái câu ra gọi là tác ý. Còn như lý tác ý là đã có sẵn cái câu rồi chúng ta sẽ tác ý. Ví dụ như bây giờ có cái câu nó diệt tâm tứ nhập nhị thiền, thì đó đã có cái câu là như lý tác ý, như cái lý của pháp là tác ý rồi, nó sẵn. Thì qua cái bài mà của nói về ông Thình, thì bà Hai đó bà bắt ông Thình lặp trở lại cái lời của bà dạy ông Thình, thì ông Thình lặp lại cái lời đó là như lý tác ý, còn bà Hai tác ý cho ông Thình câu đó. Không biết được cái chỗ như lý tác ý và tác ý đó không? Như vậy mình mới hiểu được cái pháp để sử dụng nó. Khi bây giờ thầy ngồi đây mà bỗng dưng có một cái trạng thái ánh mắt thầy thấy phóng ánh sáng ra, thì lúc bây giờ đó thì thầy mới tác ý để mà ngăn chặn cái ánh sáng đó không có cho cái sắc tưởng nó phóng ra. Thì như vậy đó là tác ý, thấy cái hình hiện tượng đó thầy mới tác ý cái pháp để mà ngăn chặn nó. Mà có một cái câu nào đã sẵn có rồi thì đó gọi là như lý tác ý, như cái lý mình tác ý để cho cái ánh sáng đó nó không còn có nữa.